là giả. Đây. Nó sẽ có từ khoảng tầm 4 cho tới 6 mắt ở trên một cái củ như này. Đó. Đấy, như cái củ như này. Cái cổ thì trông tưởng là rụt nhưng mà nó rất nhiều mắt ở phía bên trên. Đấy. Nó rất xin được kính chào tất cả quý ba anh chị. Thì cũng đã lâu lắm rồi em mới đào cái sâm dễ ngọc. Cái lần này thì em đào hai luống được khoảng tầm 20 cân. Hàng lần này dễ ngọc nó rất là đẹp. Đó, ngọc thì rất là nhiều. Hàng sâm này thì cái hàng dễ ngọc này nó cũng không phải là luống nào cũng có, mà nó lại phải tiếp theo đó là nó cần yêu cầu nó phải đạt một cái độ tuổi nhất định. Thì sâm dễ ngọc và do cái phần chất đất trồng của cái lô sâm ấy, đấy nó là của cái luống sâm ấy, là ở trên cái chất đất đấy là nó phải có cái loại vi khuẩn để tạo được ra ngọc. Thì cái lần này là em kiểm tra thì thấy có hai luống là có, thì là em đào lên thì cũng không nghĩ là nó đẹp như này. Đấy, thì là lần hôm nay thì em nhổ luôn. Và cái lô này thì nó sẽ được cái là nó rất là giả. Đấy. Nó sẽ có từ khoảng tầm 4 cho tới 6 mắt ở trên một cái củ như này. Đó. Đấy, như cái củ như này. Cái cổ thì trông tưởng là rụt nhưng mà nó rất nhiều mắt ở phía bên trên. Đấy. Nó rất là nhiều mắt, ở trong củ. Đấy, như cái củ. Và trọng lượng thì nó sẽ size của nó sẽ rơi vào khoảng tầm 5 6 7 8. Đấy, nó tùy. Nhưng mà giá thì nó cũng sẽ chung chung nhau thôi. Những cái hàng này thì em sẽ không báo giá ngay, bởi vì là em cũng đang tính toán xem là giá khoảng bao nhiêu thì bán ra cho quý cô bác anh chị có thể dùng hợp lý. Cái hàng này thì nếu mọi người ngâm vào cái mùa này đó, để trưng Tết hoặc là để biếu Tết thì rất là đẹp. Đó, hoặc là mọi người ngâm luôn bây giờ thì mọi người có thể để lên bình và đến tầm Tết chúng ta có thể sử dụng được rồi. Lá thì em vừa đào sáng nay thì nó rất là tươi. Đấy, lá rất là tươi. Nó rất đẹp luôn. Lá này không chê được vào đâu cả. Đấy, chúng tôi vào lá này. Và sâm thì mùa này thì nó những cái lô lá này thì bọn em vặt hoa sớm. Đấy, nó quả chín sớm thì bọn em vặt sớm thì là nó giữ được lá nó rất là xanh. Đấy, là sâm luôn xanh kìa. Thân rất xanh đẹp luôn. Không chê được đâu cả. Đấy, một cái lô này. Cái hàng viên ngọc này thì cái lô này em đào ấy thì nó ngọc rất nhiều. Và ngọc rất mịn đẹp, khi mà chúng ta vào bình thì nó sẽ thả thõng xuống, thì nhìn khi mà lên bình thì nó rất là nhìn nó rất là sướng. Đấy, như cái củ này thì chúng ta trông như là một cái bộ râu ấy, hoặc là như một cái mái tóc ấy, chúng ta đính đá mà. Đây, những cái viên ngọc nhỏ thôi. Đấy, nó chỉ là cái nốt sần thôi, nhưng cái sâm dễ ngọc này nó có một cái ưu điểm đó là chúng ta cái ngọc ấy khi mà chúng ta ngâm lên ấy, thì cái rượu vị sâm nó sẽ ngọt hơn, nó sẽ không đắng và cái mùi của nó sẽ thơm, rất là thơm và ngon ở cái chỗ là chúng ta vừa ngon vừa dễ uống mà lại được cái đẹp, thì lại giá thành của cái mã sâm dễ ngọc này cũng không phải quá cao nên chúng ta chơi nó cũng rất là hợp lý. Đấy, một cái lô như thế này thì em đào chỗ này thì nó chắc nó được khoảng như chỗ này thì là em đang quay đây thì được khoảng tầm cơ 7 cân. Còn đâu khoảng 13 cân nữa thì em đang để ở trong thùng thì em chưa quay nốt thì em bỏ đâu ra thì em quay cho quý ba anh chị xem. Đấy, nếu mà ai mà chơi thì nên chơi cái mã sâm dễ ngọc này cái thời điểm này, giá thành vừa hợp lý mà vừa dễ chơi mà lại còn ngâm lên thì không uống nó cũng ngon và dễ. Ví dụ như chúng ta ngâm 1 cân ấy, chúng ta có thể ngâm vào cả lá ấy, chúng ta ngâm một cái bình khoảng tầm cỡ 15 cho đến 16 lít, hoặc chúng ta có thể ngâm hơn. Đấy, hoặc nếu ai mà thích đặc ấy, thì mọi người cứ ngâm khoảng tầm có 10 lít là vừa đẹp. Đấy, sâm dễ ngọc thì ngâm nó sẽ được vị, được màu và uống thơm, ngon hơn so với cái những tuổi sâm cùng độ tuổi. Cái loại này thì nó phải khoảng tầm 8 năm trở ra thì mới bắt đầu có ngọc, nên là nó già lắm. Đấy, hàng sâm này đã có những cái củ mà đầu nó nổi lên nó xanh đầu củ luôn như này rồi. Đâu những củ nó chìm bên dưới. Thì đa phần là sâm dễ ngọc thì nó phải chìm dưới đất thì nó ra nhiều dễ, thì nó mới do cái chất đất nữa. Đấy, nó có vi khuẩn thì nó mới có ngọc. Đấy, đấy là những cái đặc điểm là như vậy. Còn đâu thì ai muốn nhu cầu ấy thì mọi người cứ liên hệ trực tiếp em số điện thoại 0368 980
859 hoặc số điện thoại 0941632236. Em sẽ tư vấn cho mọi người về cách lên bình và cách chơi của cái sâm dễ ngọc này, nó cũng rất dễ thôi. Đó, còn đâu thì video em xin quay đây thôi. Rất là cảm ơn quý ba anh chị đã theo dõi video. Kính chúc mọi người ngày mới làm việc vui vẻ, buổi tối bên gia đình hạnh phúc. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người video sau.